Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Light Finance. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề những ngày tốt nhất để giao dịch. Chúng ta đã biết rằng trong các phiên giao dịch, phiên London là sôi động nhất so với tất cả các phiên khác, nhưng cũng có những ngày nhất định trong tuần mà thị trường có xu hướng chuyển động nhiều hơn. Theo như những số liệu thống kê Shopee trung bình mỗi ngày trong tuần của các cặp tiền chính, thì chúng ta biết được rằng thời điểm tốt nhất để giao dịch chính là giữa tuần, vì đây là thời điểm có nhiều hoạt động mua bán xảy ra nhất. Vào thứ sáu, thị trường thường bận rộn cho đến 12 giờ trưa và sau đó sẽ giảm xuống cho tới khi nó đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều. Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ làm việc vào nửa ngày thứ sáu và cuối tuần sẽ đến sớm hơn, thật tuyệt vời. Hãy nhớ rằng, thời gian thị trường sôi động nhất là thời điểm tốt nhất để giao dịch, bởi vì nó cho bạn cơ hội thành công cao hơn những thời điểm khác. Và điều tiếp theo, hãy quản lý thời gian một cách khôn ngoan, trừ khi bạn là Edward Cullen. Nếu không, thì sẽ không có cách nào để bạn giao dịch được tất cả các phiên đâu. Ngay cả khi nếu bạn có thể, thì tại sao phải làm như vậy? Trong khi thị trường ngoại hối mở cửa suốt 24 giờ hàng ngày, nhưng điều này sẽ không có nghĩa là các hoạt động giao dịch sẽ diễn ra sôi động suốt ngày. Bên cạnh đó, giấc ngủ là một phần không thể thiếu của lối sống lành mạnh. Vì vậy, các bạn nên sắp xếp thời gian giao dịch và nghỉ ngơi một cách hợp lý. Trên thực tế, mỗi nhà giao dịch đều phải tìm hiểu kỹ trước khi giao dịch. Họ cần biết khi nào nên và không nên tham gia vào thị trường. Bạn cần phải có một khoảng thời gian tối ưu nhất để giao dịch và có khoảng thời gian thư giãn xem TV. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sức khỏe. Và sau đây sẽ là một vài điểm lưu ý của thời gian giao dịch tốt nhất và xấu nhất. Thời gian giao dịch tốt nhất tất nhiên là khi hai phiên trùng nhau. Đây cũng là lúc các sự kiện tin tức lớn có khả năng gây ra một số biến động. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ đánh dấu giờ của thị trường khi mở và đóng cửa. Phiên châu Âu có xu hướng sôi động nhất trong 3 phiên. Về cơ bản, các ngày trung tuần có sự di chuyển mạnh nhất. Còn về thời gian giao dịch xấu nhất chính là vào ngày Chủ nhật, khi mà mọi người đều đang ngủ và tận hưởng một ngày cuối tuần. Tiếp theo là vào ngày thứ sáu, chính là thời điểm thanh khoản thấp nhất trong suốt cuối phiên Mỹ. Vào các ngày lễ khi mà mọi người đều nghỉ, và cả trong những sự kiện tin tức quan trọng nữa nhé. Trong suốt quá trình American Idol hay giải chung kết NBA hay Super Bowl thì bạn không thể tìm được thời gian tối ưu để giao dịch. Đừng lo lắng, bạn luôn có thể giao dịch lướt sóng, và chúng ta sẽ quay lại vấn đề này vào một lúc nào đó, và khi đó chúng ta sẽ tiếp tục xem làm thế nào để bạn thực sự có thể kiếm được tiền trong Forex. Bạn có cảm thấy hào hứng không? Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.